Chào mọi người, chào mừng quý anh chị nhà tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Việt Nam Thì là một video đầu tuần thì em sẽ cùng nhau bàn luận với mọi người nhiều hơn về thị trường chung Và cũng như liệu đây có phải là một cơ hội để chúng ta tham gia mua mới Thậm chí là tham gia full hàng, full margin với cổ phiếu ngay thời điểm hiện tại và sắp tới hay không Thì mọi người cùng em trao đổi và bàn luận nhiều hơn trong video ngày hôm nay nhé thì trước khi bước vào nội dung chính của video ngày hôm nay mọi người đang xem video thấy hay và hữu ích đừng quên để lại cho kênh Ichimoku Việt Nam một subscribe và cũng như để lại cho video của em một like có bất kỳ câu hỏi nào mọi người hãy đừng ngần ngại mà để lại phần comment chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi và bàn luận nhiều hơn anh chị đang tìm kiếm một người tư vấn và đồng hành ấy thì hoàn toàn có thể tham khảo và cũng như nếu yêu quý thì đồng hành cùng em với ID VPS là pgc 0 để chúng ta có thể cùng nhau trao đổi nhiều hơn mọi người nhé rồi còn chị cần bất kỳ một cái sự hỗ trợ nào, đừng ngừng ngại mà nhắn tin và liên hệ ngay trực tiếp với em, em sẽ hỗ trợ mọi người một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Rồi bước vào nội dung đầu tiên và cũng là nội dung chính trong ngày hôm nay. Thì đầu tiên ấy, chúng ta sẽ cùng nhau tổng quan thị trường trong ngày 13 tháng 5 này. Thì thị trường ngày 13 tháng 5 tiếp tục là một cái hành động bị đạp trong phiên và có cái dấu hiệu là rút chân ngắn trở lại vào cuối phiên. Cái phiên ở mức 1240 giảm 4.52 điểm. Thanh khoản thì đạt giá trị là 17.200 tỷ. Mặc dù cho nó có một chút là cao hơn so với viên thứ sáu vừa qua Nhưng mà mô hình chung đây vẫn là một cái nền thanh khoản rất là thấp Vì thế thì để mà nói thị trường thoát khỏi có xu hướng tích lũy và bật tăng ngay trở lại được hay chưa Cá nhân em cho rằng là chưa và chắc chắn thị trường nó cần thêm nhiều thời gian Chưa thể một ngày một ngày hai mà nó có thể bật tăng ngay trở lại được Rồi vậy thì đó là tổng quan qua thị trường trong ngày hôm nay về đầu động thị trường ngày hôm nay thực chất ra chúng ta có một cái sự cân bằng tương đối nhưng mà về bản chất thì hành động của thị trường nó không có một cái sự chuyển biến quá là nhiều về mặt giảm điểm và cả tăng điểm nó đều là một mức biến động rất là thấp đâu đó là dưới hai phần các cổ phiếu tiêu biểu nhất trong ngày hôm nay phải nói tới các cổ phiếu Benny là các cổ phiếu có thể gọi là có cái đà bật tăng tốt nhất hầu như các rất nhiều cổ phiếu bên này bật tăng trong ngày hôm nay tạo ra một cái hiệu ứng mọi người cho rằng là tiêu cực bởi vì thường thường khi mà bên này sống là nó thường là kết thúc và cũng như là báo hiệu một cái nhịp điều chỉnh tương đối lớn sắp tới. Nhưng mà cá nhân em cho rằng nhịp sắp tới để mà nói thị trường điều chỉnh và tiếp tục một cái xu hướng downtrend thì nó khá là khó và chúng ta sẽ cần rất nhiều thông tin để tạo ra cái hiệu ứng giảm điểm lớn như thế này. Về tác động tên đấy cái thì hôm nay các cổ phiếu nhóm ngân hàng và các cổ phiếu VN30 vẫn là các cổ phiếu đè chỉ số rất mạnh Và tiêu biểu là cổ phiếu Vietcombank Khiến cho thị trường có một mức giảm điểm rất là sâu và cũng như tạo ra một áp lực rất lớn Về khối ngoại hôm nay thì cũng tạo ra áp lực tương tự Bán rồng là 852 tỷ, một mức bán rồng cao ở thời điểm hiện tại Và có thể thì với khối ngoại thì nó đang có lấn cứng một vấn đề là mặt tỷ giá Và cũng như là chúng ta sẽ đón nhận các thông tin từ Fed từ CBI nó sẽ tạo ra một cái cú huyết hoặc nó sẽ tạo ra một cái sự hoảng loạn nhất định trong khoảng thời gian tuần này bên cạnh đó là kèm theo câu chuyện là đáo hạn phái sinh tất cả điều này tạo ra cho một cái vấn đề là khối ngoại đang có một cái luật bán khá là cao trong khoảng thời gian gần đây về tự doanh thì chúng ta chưa có cái dữ liệu nhưng mà em nghĩ thì cũng như thường lệ mà thôi tự doanh cũng sẽ không có biến động quá nhiều trong khoảng thời gian gần đây đâu rồi Vậy thì đó là tổng quan qua thị trường và cũng như chúng ta sẽ xét tới phần thứ hai đó chính là kịch bản và hành động của thị trường trong khoảng thời gian sắp tới. Về thị trường chung thời điểm hiện tại, nếu mà mọi người nhìn vào các khung đồ thị ngắn hạn, tuy biểu là các khung đồ thị như là H1 hay là 15 phút, mọi người có thể chứng kiến được một vấn đề rằng là thị trường của chúng ta đang có xu hướng là đi biên sideways down. Đi biên sideways down liên tục có những cái xu hướng tạo cây giảm đi xuống đó là lý do mà tại sao mọi người chứng kiến được một vấn đề là thị trường nó hay kéo rút chân lên vào cuối phiên Điều này đã khiến cho cái quên này liên tục duy trì trong xuyên suốt khoảng thời gian vừa qua Tính từ ngày 8 tháng 5 Thì cho đến hiện tại thì thị trường vẫn chưa phá vỡ ra khỏi cái mô hình này Và chúng ta đang có cái xu hướng là điều chỉnh và cũng như Tenkan Kizu đang có cái xu hướng là song song hướng xuống Tạo ra một cái hiệu ứng giảm điểm khá là tốt Vì vậy thì với giai đoạn sắp tới Cá nhân em cho rằng là thị trường vẫn sẽ còn rung lắc Điều chỉnh về quanh đâu đó là 1230, 1228 Về vùng này, đây sẽ là một cái vùng hỗ trợ mà ta kỳ vọng rằng Nó có thể cân bằng được trở lại và giúp thị trường cân bằng đi lên trong khoảng thời gian sắp tới Mà em dự đoán là đó là cuối tháng 5 Khi mà chúng ta có một cái vùng eo mây mỏng này dựa theo phân tích phân tích kỹ thuật Ichimoku chỉnh phát Rồi, trong một cái kịch bản xấu hơn ấy, tại vì chúng ta đang phải là chống chịu với cả là chưa biết các thông tin CB này sắp tới sẽ như thế nào đây có thể là một cú huyết lớn hoặc cũng có thể là một cái sự hoảng loạn rất là cao nếu mà nhìn vào chứng khoán mỹ như là dow jones mọi người có thể chứng kiến được rằng trong khoảng thời gian vừa qua chứng khoán mỹ hồi phục lên rất tốt và thậm chí là rất mạnh và ở thời điểm hiện tại thì đây là các vùng đỉnh phải gọi là rất cao của dow jones trong khoảng thời gian các năm trở lại đây có thể gọi là vùng đỉnh all time high của nó vậy thì ở thời điểm này liệu đây nó sẽ tạo mô hình hai điện hai đỉnh trung và dài hạn để hướng xuống hay sao hay nó sẽ break cái vùng đỉnh này và hướng lên cái vùng biên trên điều này thì chúng ta sẽ chờ đợi rất nhiều cũng như vào câu chuyện CBI sắp tới đây sẽ là cái mấu chốt mà chúng ta có thể kỳ vọng được rằng nếu à, chỉ số Mỹ mà nó ra các thông tin tích cực từ CBI thị trường Mỹ có khả năng bứt phá thì thị trường Việt Nam cũng sẽ tương tự vì thế thì hiện tại chúng ta vẫn có thể là chấp nhận đánh cược nhưng mà cái việc đánh cược này mọi người cần một cách chủ động, nhất định chúng ta sẽ không tham gia tất cả tiền của mình vào một lệnh mà phương pháp của chúng ta trước mắt là vẫn sẽ rải lệnh ra từ 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 đi từng phần, đó sẽ là một cái phương pháp hợp lý nhất. Các cổ phiếu về điểm muối thì mọi người cứ thoải mái tham gia mua vào, không có vấn đề gì cả. Rồi, xu hướng thị trường thì em cũng đã có đề ra, nếu mà nó trước mắt là nó vẫn sẽ rung lắc về quanh 1230, sau đó tìm cơ hội cân bằng và đi lên trong khoảng thời gian cuối tháng 5 còn trong kịch bản xấu hơn ý như thông tin Shibai ra nó có một cái nhịp rũ thì khi đó cái nhịp rũ này nó sẽ cần phải lấy lại được trên vùng 1230 trong 3 phiên sau đó thì nó mới thể hiện được cái sức mạnh của mình chúng ta nếu mà nhìn thấy hiện tượng đó xảy ra thì đó có thể gọi là một cái nhịp rung rũ của thị trường chung và sau cái nhịp rung rũ này cái động lực tăng của thị trường nó càng mạnh mẽ hơn nữa vì thế thì thị trường giảm điểm mọi người đừng nên hoảng sợ với các cổ phiếu về điểm mua thì hãy cứ chủ động tham gia nhặt dần thì trong hôm nay thực ra thị trường biến động khá là mệt thực ra là không có nhiều không có nhiều thứ để nói nhưng mà em vẫn cho rung khách hàng của mình bắt hai cổ phiếu đó chính là DGC quanh mức 1 ngàn ở 119 120 này thì cũng khớp đâu đó 120.2 cổ phiếu DGC này rút chân lên được một chút các cổ phiếu như là à, DGC à, GMD nữa đây đây là hai cổ phiếu mà em có cho room khách hàng của mình bắt trong ngày hôm nay Đâu đó vùng giá là 82 thì cũng đã khớp Nhưng mà GMD này thì nó không rút chân mạnh như con DGC được Bên cạnh đó với các cổ phiếu trong danh mục ấy Thì họ hầu như nó đều có một cái mức an toàn nhất định Chỉ có con mỗi con SHA ấy Thì em cầm hồi nói chữ là hơi lâu Thì em đang ngâm con này khá là lâu rồi Nên là nó đang có mức lỗ đâu đó là từ 2% Còn lại thì đều có một mức lợi nhuận khá là tốt nếu xét về tất cả các trong ngành ấy thì ở hiện tại các nhóm ngành của chúng ta vẫn đang có một cái sự phân, phân hóa nhất định nhưng mà nếu nhìn về mặt bản chất thì nếu chúng ta xét về nhóm chứng khoán trước đi thì nhóm chứng khoán đang có rất nhiều cổ phiếu tích cực hơn so với thị trường chung CTS chạm biên trên của nền tích lũy hay cổ phiếu FTX cũng tương tự đang muốn xu hướng chạm lên biên trên hay các cổ phiếu như là SI đều có cái xu hướng rút chân và muốn phá cái vùng kháng cự của mình v VIX đang có tình hình tích lũy và muốn phá kháng cự đi lên Visa cũng tương tự hai các cổ phiếu như là HCM, MBS cũng đang ở biên trên và rất muốn có xu hướng là tiếp tục tăng nữa Vậy thì với nhóm chứng khoán hay với nhóm cả bất động sản hay bất kỳ nhóm nào Chúng ta đều thấy thị trường tuy nó giảm nhưng mà các cổ phiếu nó vẫn đang biến động một cách là tích cực một cách nhất định Nó không phải là một cái xu hướng downtrend mà đó đang thể hiện lại một cái vấn đề là Đây chính là một cái sự đảo chiều và các cổ phiếu đang có cái xu hướng là muốn đi lên vậy thì tại sao chúng ta lại không tham gia khi cổ phiếu về để mua ngắn hạn mà chúng ta phải chờ đợi quá lâu đương nhiên là cái việc mọi người chọn cổ phiếu ấy mọi người cần phải cân nhắc kỹ nhưng mà mọi người không nên quá là e dè và cũng như không nên quá là kỹ càng và cũng như là trả giá quá cao thì khi trả giá quá thấp chứ thì khi đó mọi người sẽ lỡ mất cơ hội trong khoảng thời gian sắp tới novaland này thì là một trong những con cổ phiếu mà có thể mọi người nên né tránh nó đi trong khoảng thời gian tới nó cần một cái sự ổn định về sau đó là từ 1 cho tới 2 tháng nữa mọi người thấy ổn thì hãy tham gia vào đây là một cổ phiếu mà vì thế em nói rằng mọi người cần nên chọn lọc cổ phiếu của mình rất là kỹ còn lại về điểm mua mọi người hãy cứ tham gia mua vào đi đây đều là các cổ phiếu mà em nghĩ rằng là trong khoảng thời gian sắp tới sẽ có một các cơ hội bực tăng vì vậy thì đa số các trung ngành đều đang có một cái chuyến chuyển biến rất là tốt mọi người đừng nên quá là hoảng sợ thời điểm này nhé thì đó là tổng quan nội dung và cũng như là tổng quan về mặt à, phân tích kỹ thuật về thị trường chung mà em muốn gửi tới mọi người trong video ngày hôm nay có thể là nó vẫn sẽ chưa quá kỹ càng vì thế thì nếu anh chị đang cần một cái sự hỗ trợ và cần bất kỳ một câu hỏi nào thêm thì hãy đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp ngay với em qua số điện bên dưới thì em có thể hỗ trợ và cũng nhờ tư vấn mọi người một cách nhanh chóng và sát sao nhất cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay chúc mọi người một buổi tối an lành bên gia đình và người thân hẹn gặp lại mọi người trong các video và các buổi livestream lần sau